Và thưa quý vị, cũng liên quan tới thông tin về Olympic Paris thì vào ngày 26 tháng 7, hệ thống đường sắt cao tốc Pháp đã bị gián đoạn bởi vì một loạt cuộc phá hoại ngay sát giờ khai mạc Olympic khiến cho tới hơn 800.000 người bị ảnh hưởng. Và công ty đường sắt quốc gia của nước Pháp cho biết rằng các nghi phạm đã dùng vật liệu nổ và chất cháy để đốt phá hàng loạt các cụm thiết bị phát tín hiệu dọc mạng lưới đường sắt cao tốc TGV kết nối với thủ đô Paris cùng với nhiều thành phố lân cận. Nhóm nghi phạm đã phóng hỏa các đoạn ống chứa hàng loạt bó cáp quang có nhiệm vụ truyền thông tin an toàn để lái tàu vận hành thiết bị. Sự việc gây gián đoạn nghiêm trọng mạng lưới đường sắt cao tốc quanh Paris, khiến hơn 800.000 người bị ảnh hưởng ngay trước lễ khai mạc Olympic và kỳ nghỉ cuối tuần. Thủ tướng Pháp Gabriel Attal mô tả đây là hành động phá hoại hiệp đồng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm vào hạ tầng của SNCF, nhấn mạnh cuộc tấn công đã gây hậu quả nghiêm trọng với mạng lưới đường sắt. Giám đốc SNCF cho biết hàng nghìn nhân viên đã được huy động để khắc phục hậu quả, nhưng hoạt động của mạng lưới TGV có thể bị đình trệ đến hết tuần này. Ông cũng khuyến cáo hành khách hoãn các chuyến đi di chuyển trong cuối tuần. Chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về sự việc. Giới chức Pháp đang truy tìm nhóm nghi phạm, nhưng không cho biết đây có phải hành động phá hoại vì mục đích chính trị hay không.